Chung cư The Intellect ở Singapore được trao công trình kiến trúc năm 2015 ở Liên hoan Kiến trúc Thế giới. Vậy, ở chung cư này có điều gì đặc biệt? Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé! The Intellect có 31 tòa nhà cung cấp cho 1.040 căn hộ với diện tích 8 hecta. Công trình này được hoàn thành năm 2013 với một mạng lưới đan xen và nó có tên là The Intellect, tạm dịch là chung cư đan chéo. Công trình xanh này thì được xem như là biểu tượng ở Singapore. The Intellect được xem như là một giải pháp cho nhà chung cư ở Singapore, nơi mà có khoảng 80% dân số sống ở nhà chung cư. The Intellect thì nó gồm có những tòa nhà xung quanh tạo thành các cái hình lục giác và 8 khoảng sân rất là rộng. Mặt bằng các vị trí không gian xanh được bố trí ở các tòa nhà. Kiến trúc ở The Intellect được kết hợp hài hòa với yếu tố thiên nhiên để tạo ra một không gian sống cho cư dân hài hòa với thiên nhiên, rất là lý tưởng. The Intellect thì được tranh giải cùng với 29 công trình khác trao giải thưởng cao quý về không gian xanh. The Intellect thì được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức để cải thiện không gian sống, sinh hoạt giữa thiên nhiên và con người. The Intellect có tới 8 cái sân vườn để cho cư dân thỏa thức vui đùa cùng với thiên nhiên. Ở nơi đây bạn có thể trải nghiệm được cuộc sống nghỉ dưỡng là phần lớn. Các cái tòa nhà ở chung cư xây dựng ở Singapore đều thiết kế theo chiều thẳng đứng, cho nên tiết kiệm được rất nhiều đất nền. The Intellect ra đời như một cái giải pháp kiến trúc cho chung cư ở Singapore, vốn lâu đời nó là đi theo lối mòn. Ban tổ chức của Festival Kiến trúc Thế giới 2015 đã khen ngợi công trình của The Intellect là thắp sáng một con đường mới, tạo nên một ví dụ tiên phong về tư duy kiến trúc đương đại và đại diện cho lối tư duy về phát triển nhà ở xã hội. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.